अहम् शरणम् गच्छामि धम्मम् शरणम् गच्छामि संघम् शरणम् गच्छामि द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि về giới định tuệ thôi mà. Phần giới mình học lướt qua, nhưng đến phần học về thiền định và thiền tuệ thì phải học kỹ. Hôm trước học chương 27 rồi không? Bây giờ là học đến giới bốn loại ha. Giới bốn loại thứ tự giới thuộc về sự chế ngự của giới bổn. Hôm nay sẽ học bốn cái giới này. Giới thuộc về sự chế ngự của giới bổn, giới phòng hộ các căn môn, giới thanh tịnh mạng sống và giới liên hệ đến bốn vật dụng. Giới phòng hộ giới bổn, giới chế ngự của giới bổn, giới phòng hộ các căn môn, giới thanh tịnh mạng sống và giới liên hệ đến bốn vật dụng. Chế ngự, phòng hộ, thanh tịnh, sống và liên hệ đến giới bổn.
chế ngự, với sự chế ngự của giới bột đầy đủ hành xứ và chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt nên vị ấy lãnh thọ các học giới. Bốn cái phần này, phần thứ nhất chế ngự với sự chế ngự của giới bột, chế ngự với sự chế ngự của giới bột. Sự chế ngự của giới bổn tức là giới Patimokkha. Không biết giới Patimokkha là giới gì không? Đang học trang 27, trang 28. Phần trong Thanh Tịnh Đạo. Phần 27, phần 28. Chế ngự giới bổn. Giới bổn không? Giới bổn của mình là gì? Giới bổn của mình là gì hả Thảo? Con có giới gì? Con có mấy giới? Năm giới là giới gì? Gì? Lần lượt từ giới thứ nhất giới thứ năm. Đấy là giới bổn ha, những cái giới bổn của mình, những cái giới căn bản của mình, thuộc vào những cái giới căn bản. Thì khi mà mình thọ năm giới thì năm giới đấy gọi là giới, những cái giới bổn của mình. Những cái giới mà mình đã thọ trì thì mình chế ngự, chế ngự không có phạm những cái lỗi lầm. Khi mà mình phạm giới thì cái gì nó phạm giới? Thân nó phạm, khẩu phạm hay là ý phạm? Khi mà không có lỗi về thân, không có lỗi về lợi mà có chánh niệm trong các oai nghi, nó có làm cái sự chế ngự của giới bổn nữa. Đầy đủ hành và xứ, hành và xứ. Tức là cái người mà nhà chế ngự các cái sự phòng hộ của giới bổn ấy, thì người đó phải có đầy đủ hành xứ và chánh hạnh. Hành xứ và chánh hạnh. Chế ngự ở đây có nghĩa là có những cái nơi chốn mình nên đến, có những cái nơi chốn mình nên tránh xa, có những cái hạnh là những cái hành động mình nên làm, có những cái hành động mình nên tránh. Đấy nó cũng thuộc vào chế ngự của giới bổn. Vậy thì cái hành xứ là cái nơi nào mình nên đến và cái nơi nào ở nhà mình nên tránh xa, những cái hành động gì mình nên làm và hành động gì mình nên tránh xa, nó thuộc về cái hành xứ và chánh hạnh, nó cũng thuộc về cái giới bổn này, cái giới Patimokkha này, sự chế ngự của giới bổn. Thì chánh hạnh có nghĩa là không làm những việc tà hạnh, bất chánh về thân, về lời nói, phạm những giới điều và sống bằng tà mạng. Để đủ hành xứ và chánh hạnh. Như một người sống tà mạng, một người mà sống tà mạng thì đó được gọi là tà hạnh. Sống tà mạng tức là mình tìm kiếm những cái vật thực, những cái thức ăn uống một cách phi pháp thì được gọi là tà mạng. Kể cả người tại gia và người xuất gia đều có cái chánh mạng và tà mạng. Người xuất gia thì xin ăn khất thực, nó là chánh mạng. Người tại gia thì sống bằng một cái nghề nghề thiện, tránh những cái nghề bất thiện thì người đó sống chánh mạng. Người nào mà sống bằng một cái nghề bất thiện nuôi sống mạng mình thì đó là tà mạng. Vậy thì những cái chánh hạnh là không làm những cái việc tà hạnh, những cái lời tà hạnh về thân, tà hạnh về lời nói, và không phạm những giới điều,
nhưng là tất cả những giới mình đã thọ, mình phạm vào những cái giới đấy, năm giới đấy, những cái giới gì mình đã nguyện giữ mà mình phạm thì những cái đấy là mình đã phạm vào cái tà hạnh. Và ngoài ra còn những cái oai nghi, những cái cử chỉ thuộc về thân, thuộc về lời nói, nó cũng có phân ra là chánh hạnh và tà hạnh. Còn hành xứ là không nên qua lại những nơi không thích đáng, không giao du với người bất thiện, không nên qua lại những nơi, và nên qua lại những nơi thích đáng, và nên thân cận những người thiện. Cái sự là một cái người giữ giới, chế ngự giới là như vậy. Có những cái nơi trốn nó có nhiều cái sự nhiễm ô thì mình nên tránh xa. Những cái nơi mà nó không thích đáng đến, như là những cái nơi có dâm nữ, đàn bà, bán nam bán nữ, tỳ kheo ni, tiểu quán, những cái nơi rượu chè cờ bạc, hay là thân cận với những cái người bất thiện, những cái vua chúa quan lại đại thần bất thiện, hay là qua lại với những cái đồ đệ của ngoại đạo, thân cận với những cái ngoại đạo có tà kiến, hay làm những cái việc bất thiện. Nên như ở trong bộ Thanh Tịnh Đạo thì nói rất là nhiều đến cái đời sống của người xuất gia. Nếu mà sống một cái đời xuất gia thanh tịnh thì cái sự tránh xa những cái nơi, những cái chú xứ không thích hợp này rất là cần thiết. Thì nếu mà gần gũi những cái chú xứ này thì tâm của người đó sẽ bị nhiễm ô. Và cái điều đó cũng có nghĩa là tránh xa. Tránh xa ví dụ như là cái người nam thì tránh xa những cái nơi mà có những cái người nữ, hoặc là những cái người nữ thì tránh xa những cái nơi mà có những cái người nam. Có cái sự đùa giỡn hay là có cái sự lui tới, có những cái lời nói, những cái hành động bất chánh nó có thể khởi lên. Vì vậy cho nên là không nên qua lại những nơi không thích đáng, không giao du với những người bất thiện. Và chỉ nên qua lại những cái nơi thích đáng. Vì cái nơi gì là cái nơi thích đáng? Nơi thích đáng là cái nơi ví dụ như là những cái gia đình mà có những cái gia đình, những cái cư sĩ Phật tử mà có tín tâm, có tín tâm thì mình có thể qua lại. Còn nếu mà những cái người Phật tử mà không có tín tâm thì không có nên qua lại. Vì qua lại với những cái Phật tử mà không có tín tâm thì sẽ mình phải sống theo một cái lối sống, cái xã giao của thế gian, mình phải nói thuận theo những cái xã giao của thế gian, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái giới hạnh, nhất là đối với một cái người tu sĩ. Hoặc là mình thì chỉ có thể qua lại những gia đình có tín tâm, những cái người làm cái nguồn an ủi, nơi nào có cái bóng hoàng y gió mát của các bậc trí, tức là có thể thân cận những cái bậc hiền trí, những cái người có trí thức, những cái người có những người tu tập, những người có giới đức và những người có trí tuệ. Thì đấy là những cái nơi nên qua lại và những cái người nên thân cận. Vậy thì để mà giữ cho giới nó được trong sạch thì cái vị đó cũng nên tránh những cái nơi nào đáng tránh, và nên thân cận những cái nơi nào đáng thân cận. Những cái nơi nào mà đến mà nó khởi lên những cái tâm bất thiện, như là những cái tâm tham ái, những cái tâm phóng dật, những cái hội chúng bất thiện, những con người bất thiện, thì những cái nơi đấy mình nên tránh xa, và nên thân cận với những cái nơi nào mà những cái nơi đấy mình thấy những cái thiện pháp nó tăng trưởng. Như mình đến những cái nơi đấy mình cảm thấy cái tâm của mình nó được thanh tịnh, cái trí tuệ của mình nó được mở mang được cái chánh kiến, mở mang được cái sự hiểu biết, mở mang được cái giới đức. Những cái nơi đấy thì mình nên thân cận và nên tới nuôi. Đó. Thì cái việc giữ giới của mình mỗi ngày nó sẽ tăng trưởng lên. Cái đó là một cái cách thanh tịnh về giới. Còn về tà hạnh thì có tà hạnh về thân và cái tà hạnh về đời. Những cái sự tà hạnh. Thứ nhất là nói về cái sự tà hạnh về thân. Tà hạnh về thân. Về thân như là một cái sự cư xử, một cái sự xử sự. Nếu mà một cái người mà có cái sự xử sự khiếm nhã, không có văn minh, không có văn hóa, thiếu cái sự cung kính đối với những bậc đáng cung kính, hay là mình ăn mặc nó không được gọn gàng,
uy nghi của nó không có tề chỉnh. Thì đấy gọi là cái thân của mình nó không có được thu thúc, hay là cái thân của cái hành động về thân của cái người đấy nó thô lỗ, thô thiển. Nếu mà mình đi mà không có những lúc phải đi nhanh quá, có những cái lúc phải đi chậm quá, cái điều đó nó cũng không có thích hợp, cái thân nó cũng không được thu thúc. Khi đi thì một cái người mà có cái chánh hạnh về thân thì khi người đó đi thì mắt luôn nhìn xuống dưới và tỉnh giác chánh niệm trong từng cái bước chân, từng cái sự đi lại nó nhẹ nhàng, khoan thai, giống như là một cái người thoát tục, nó không có cái sự bận rộn, không có cái sự là mình có những cái lúc mình quá là những cái lúc mà những cái uy nghi của mình nó quá nhanh thì người đó nó cũng bị phóng dật theo, cái tâm nó cũng loạn theo. Nếu mà cái uy nghi của người đó mà quá chậm thì nó giống như là những người ủ rũ, những người mệt mỏi, những người bị bệnh tật, thì cái uy nghi vậy nó cũng không phù hợp, trong nó cũng không được đàng hoàng. Vậy thì vẫn phải tập cả những cái uy nghi về thân đối với những cái uy nghi như vậy với mình, và những cái uy nghi khi mà cư xử với những cái bậc đáng cung kính thì phải biết cung kính, biết đảnh lễ, biết nhường chỗ và không có chen lấn những cái chỗ ngồi của những bậc thượng tọa, nên là những cái bậc lớn tuổi hơn mình thì mình phải biết nhường chỗ ngồi, nhường đường đi, biết cách tôn trọng, tức là mình có cái sự tôn trọng, có cái sự cung kính đối với những cái bậc lớn hơn mình. Thì đấy là có cái hành xử về thân. Hành xử về thân tà mạn là cái người mình cư xử không có thiếu cái sự trân trọng đấy. Ví dụ như là có cái chỗ này là khi mà mình đi thì không có đạt lên bóng của những cái bậc đáng tôn kính. Khi mà người mà nhiễu tháp thì nó cũng tránh dẫm lên cái bóng, ví dụ có pho tượng Phật đổ cái bóng về cái chỗ nào mình tránh, mình không đạt lên cái bóng. Đấy cũng là một cái sự khởi lên cái sự cung kính tôn trọng. Mình đứng trước gió, các bậc thượng tọa thì lại đứng ở cái phần sau gió. Cũng là, hoặc là mình đứng ở cái chỗ cao, hoặc các cái bậc thượng tọa thì đứng ở chỗ thấp, đứng ngồi cũng thế. Đấy cũng là những cái hành động, cái uy nghi về thân. Còn những cái sự tà hạnh về lời nói, tà hạnh về nói năng là không có cái sự cung kính lễ phép với những bậc thượng tọa, hoặc cười đùa bỡn cợt với những cái người khác phái. Đó là khi một người xử sự vô lễ trước tăng chúng, trước các bậc thượng tọa. Bậc thượng tọa khi mà nói chuyện thì phải biết nhường lời, biết cung kính, biết tôn trọng. Qua mặt những bậc thượng tọa thì lúc đấy mình sẽ phạm những cái lời. Ví dụ mình ở trước những cái bậc thượng tọa cung kính thì mình phải thận trọng, hơn khi mà mình ngồi trước những cái hội chúng toàn ngang hàng với nhau. Thì lúc đấy mình có thể thoải mái hơn, có thể nói những cái chuyện, nói những cái gì đó nó phù hợp. Còn khi mà có những cái bậc lớn hơn, những cái bậc cao đức ở đấy thì mình lại phải khác, mình phải thu thúc hơn, phải giảm bớt những cái lời nói đùa giỡn, phải có ý thức về những cái lời nói của mình. Đấy là để thể hiện cái sự tôn trọng, cái sự cung kính đối với những bậc lớn. Còn nếu mà có những bậc lớn đến mà mình vẫn cười, vẫn nói, vẫn thoải mái, tự do, thì lúc đấy là có cái sự tà hạnh về cái sự nói năng. Cái sự nói năng không có cái thiếu cái sự tôn trọng, tức là thiếu cái chánh niệm trong những cái lời nói, hoặc là nói những cái lời thô lỗ, nói những cái lời tục bậy, hay nói những cái lời nhảm nhí. Nên tất cả những cái lời nói bất thiện thì nó đều thuộc về tà hạnh về lời nói. Hay chê bai, hay chỉ trích, hay nói xấu những người khác thì cũng là tà hạnh về lời nói. Hoặc là cười đùa bỡn cợt thì cũng là những cái tà hạnh về lời nói.
Còn chánh hạnh thì mình chỉ cần hiểu ngược lại, chánh hạnh về thân, chánh hạnh về lời nói. Đó là ngược lại với tà hạnh. Tà hạnh là tất cả những cái hành động gì mà nó là cái, nó đi cùng với những cái tâm bất thiện, với những cái tâm phóng dật, cái tâm phóng dật cái bất thiện của mình. Những cái lời nói tà hạnh là những cái lời nói đi cùng với những cái tâm bất thiện, những cái tâm phóng dật. Còn chánh hạnh là có cái sự chánh niệm, có cái sự thu thúc đối với thân, cái thân của mình, đối với những cái lời nói của mình, thì đó là chánh hạnh về thân và chánh hạnh về lời nói. Thì cái người mà giữ giới cũng đồng nghĩa với việc là người đó giữ cái sự chánh hạnh về thân, giữ cái sự chánh hạnh về lời nói. Thì cái thân của mình có cái sự thu thúc, có cái sự tỉnh giác. Cho nên cái người mà có cái sự giữ giới thì nó cũng thể hiện ra cái thân của người đó được thanh tịnh, và cái lời nói của người đó cũng được thanh tịnh. Thanh tịnh đó là có cái sự khoan thai, nhẹ nhàng, trong an lạc, thảnh thơi. Và khi mà mỗi một khi động, một khi tĩnh, một khi khi ngước, khi cúi, khi nhìn, cái vị đó cho cái người mà có chánh niệm thì trông nó khác, nó không có bị hốt tốt. Như là một cái người mà đi có cái chánh niệm về từng bước chân thì trông rất là nhẹ nhàng, giống như người đó vừa đi vừa thiền hành. Khi mà mỗi một khi duỗi co, cúi ngước, khi quay đầu, vị đó quay toàn thân nhưng không có, chỉ ngoảnh một cái đầu lại. Từng cái bước đi thì cái gót chân sẽ hạ xuống trước, một cái ngón chân hạ xuống sau, thì nó không có tạo ra những cái tiếng động như là một cái người đi giày hay đi dép, đi guốc. Người ta bước đi nhẹ nhàng thì cái gót chân nó sẽ hạ xuống trước và cái ngón chân nó hạ xuống sau, thì cái người đấy sẽ giữ được cái chánh niệm trong từng cái bước chân, từng cái sự đi đứng nó đều được nhẹ nhàng. Hành xứ thích đáng, và cái hành xứ tức là cái chú xứ trong sách thì dùng cái chữ là hành xứ, nhưng mà thực sự ra nó là một, nó cũng là một cái chú xứ. Mà cái chú xứ thì nó có hai cái loại chú xứ, một là cái chú xứ bên ngoài và hai là cái chú xứ ở bên trong. Có những cái chú xứ thuộc về thân nhưng mà nó cũng có những cái chú xứ thuộc về tâm nữa. Thì cái hành xứ thích đáng đó, tức là những cái chú xứ mình đáng đến ấy, gồm có ba cái chỗ chú xứ, tức là cái sự hỗ trợ làm hành xứ, sự phòng hộ làm hành xứ và sự buộc chặt làm hành xứ. Ba cái chú xứ này. Hành xứ là cái nơi mà mình nên thân cận, cũng gọi là hành xứ. Những cái nơi mà mình nên giao du, những cái nơi mà mình thường xuyên qua lại thì đó là những cái hành xứ của mình. Hành là những cái nơi mình thường xuyên đi đến, cái chú xứ đó. Vậy thì có ba cái chỗ này là thích hợp nhất này, đối với một người có thể giữ được cái giới thanh tịnh. Đó, thứ nhất là cái sự hỗ trợ của hành xứ. Sự hỗ trợ làm hành xứ. Hỗ trợ tức là mình thân cận một cái người bạn tốt. Cái người bạn tốt thì là cái người luôn đàm luận, hay là mỗi khi mà thân cận với những cái người bạn đấy thì mình nói những cái chuyện, đó là những cái nói chuyện về thiểu dục, ít muốn ấy. Ít muốn tức là thiểu dục, tức là bàn những cái luận về thiểu dục. Còn là đối với nhiều người thì người ta gặp nhau là người ta bàn những cái chuyện về danh lợi, thì những cái chuyện đấy nó chỉ tăng cường, nó tăng trưởng thêm cái lòng tham dục, tham ái và chấp trước. Mình tầm cầu những cái pháp bất thiện ở thế gian nhiều. Còn cái người mà bạn tốt tức là cái người bạn thiểu dục, tức là chỉ có khuyên bảo, khuyến khích nhau nên nhàm chán những cái dục lạc ở thế gian, nên xa lìa những cái tham cầu, những cái tầm cầu mong muốn, giảm bớt những cái tham cầu vật chất thế gian, nên dành nhiều cái thời gian để thực hành thiện pháp. Thì những cái lời nói như vậy thì nó tăng trưởng được cái đạo tâm của người. Những người đấy giảm bớt đi cái tâm muốn đi
muốn đi đi thầm tầm cầu, muốn đi làm những cái việc để tích trữ những cái tài sản vật chất ở thế gian, người đó sẽ tạo những cái tài sản cao thượng hơn về tâm linh. Thì đó là những cái pháp về ít muốn biết đủ. Biết đủ cũng là chi túc, ít muốn biết đủ. Ít muốn là ít cởi cái tâm ham muốn biết đủ, tức là mình chi túc trong những cái vật dụng của mình. Biết đủ mình hài lòng với những cái gì mà mình đang có thì đó gọi là biết đủ. Có những cái người ta không có biết đủ, người ta mong muốn rằng là ta phải cố gắng phấn đấu để có được cái danh, hay là cố gắng phấn đấu để có được nhiều cái tài sản lợi dưỡng. Nhưng và khi mà người ta đặt ra được một cái mục tiêu ban đầu, đến khi người ta bỏ công sức ra, người ta đạt được rồi, thì người ta lại muốn có hơn nữa, thì người ta lại tăng trưởng thêm cái lòng tham. Người ta cảm thấy có rồi vẫn chưa đủ, có thêm rồi lại muốn một, thì muốn có hai. Khi mà có được hai rồi thì muốn có bốn, có được bốn rồi thì muốn có tám, có tám thì có mười, muốn có 16, có 16 thì muốn có 32. Không bao giờ biết chán. Cho nên rằng là cái người biết đủ thì không bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn gì cả. Thấy rằng cuộc sống như thế này là đầy đủ lắm rồi. Cái phương tiện vật chất như thế này cũng là đủ rồi. Cái nhà chỉ là để che thân, chỉ để che chở nắng mưa. Cái y phục mặc chẳng qua là để che chở cái thời tiết nóng lạnh, mũi mỏng. Ăn chẳng qua chỉ là để nuôi thân. Đến lúc chết chẳng mang đi được cái gì cả, cho nên không cần tích trữ. Không có cần tích trữ là cái người biết đủ. Biết đủ thì không có cần tích trữ. Còn người không biết đủ thì luôn luôn tích trữ. Người biết đủ thì thấy rằng tất cả những cái con vật khác cũng chẳng có con gì nó tích trữ mà nó vẫn sống. Mỗi con người tích trữ hoài, con người cũng chẳng sống được lâu hơn. Đó là biết đủ và ẩn dật. Tức là nói những cái chuyện về ẩn dật, tán thán cái hạnh độc cư. Tán thán, biết khen ngợi những cái người biết sống độc cư. Tán thán những cái người biết hành thiền. Tán thán những cái người sống ở những cái nơi hoang, ở những cái nơi yên tĩnh, thanh tịnh, vắng vẻ. Ẩn dật, tức là mình muốn ẩn, không muốn thể hiện nhiều. Cái người độc cư vậy. Và nói về những cái chuyện tinh tấn, nói về giới, nói về thiền định, nói về thiền tuệ, nói về cái sự giải thoát và nói về cái sự giải thoát chi kiến. Thì thân cận một cái thân cận những người bạn tốt và luôn đàm luận về giáo pháp, em pháp học, pháp hành và hoặc là những cái pháp thành tựu, đó là một cái chú xứ thích hợp. Sự phòng hộ làm hành xứ. Đây là một cái người có cái sự phòng hộ. Phòng hộ ở đây là phòng hộ các căn, phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không để cho nó đắm nhiễm đối với các cái cảnh trần ở bên ngoài. Khi mà mình đi vào một ngôi nhà, đi vào một con đường, đi với cái mắt nhìn ở trước khoảng một tầm, chế ngự nhãn căn, không có nhìn voi ngựa xe, không có nhìn cái người đi bộ ở hành ở bên đường, không nhìn đàn bà đàn ông, không ngó lên ngó xuống, không ngó chỗ này chỗ kia. Đấy là cái người mà có cái sự phòng hộ các căn. Còn cái người mà cái căn nó ưa thích cái trần cảnh bên ngoài, mình càng nhìn cái cảnh này mình thích, nhìn cái cảnh kia mình thích, tức là cái tâm nó có tham ái đối với cảnh trần ấy, thì nó rất thích ngắm nghía những cái cảnh trần bên ngoài. Đi nhìn những ngôi nhà đẹp, muốn nhìn những cây, muốn nhìn những con voi con ngựa thích. Rồi nhìn những người đi qua đường, người già người trẻ người lớn người bé, nhìn xe nhìn cộ nhìn đủ mọi thứ. Thì cái người đấy là cái tâm không có sự chế ngự, không có cái sự phòng hộ các căn. Người có sự phòng hộ các căn thì cái người đó luôn luôn giữ chánh niệm, chỉ nhìn cái con đường mình đi thôi, không có nhìn vào những cái sự vật khác đang di chuyển ở hai bên đường. Thì cái người đó là cái người có cái sự phòng hộ
Cũng vậy, phòng hộ với mắt, phòng hộ với tai của mình. Khi mình thấy những cái âm thanh gì nó lạ thì cũng phớt lờ nó đi, không có nên nghe. Phòng hộ với mũi thì mình thấy cái mùi gì đó mình cũng phớt lờ đi, không nên quan sát chú ý. Phòng hộ với tất cả các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì cái người đó gọi là giữ giới bằng cái sự phòng hộ. Và cái người phòng hộ đấy thì thấy nguy hiểm trong những cái nỗi nhỏ nhặt. Khi mà mình vô tình phạm một cái giới nhỏ thôi thì mình cũng cảm thấy tàm và quý nó sẽ khởi lên, tức là cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy ghê sợ, cảm thấy hổ thẹn. Khi mà mình trong tâm của mình nó khởi lên một cái ý nghĩ bất thiện nào đó, nó xâm nhập vào trong tâm do cái tâm mà không được phòng hộ chắc chắn, và mình cảm thấy ghê sợ. Như mình nhìn thấy một cái cảnh sắc bất thiện nó khởi lên, mình khởi lên một cái tâm tham, thì lúc đấy mình phải tàm quý, phải biết nhàn, phải biết ghê sợ, biết hổ thẹn ngay cái lúc đấy. Thì cái lúc đấy mình sẽ giữ được cái chánh niệm và mình sẽ phòng hộ nó trở lại. Những cái âm thanh cũng thế, nó là mình thấy được cái sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt. Mình thấy những cái tâm này là những cái tâm nó khởi lên những cái tâm bất thiện này, nó cũng là những cái điều rất là nguy hiểm. Nếu mình chết ngay trong lúc đấy chẳng hạn thì mình sẽ đọa ngay xuống đọa xứ. Đấy là cái mình thấy được cái sự nguy hiểm của nó. Ví dụ khởi lên một cái tâm tham ái, lúc mình nghĩ luôn rằng là nếu bây giờ ta chẳng may ta chết ngay trong lúc này, chắc chắn ta phải đọa vào một cái loài khổ đau nào đấy. Mình khởi lên một cái tâm tức giận, sân giận, khó chịu, bực bội nào đấy thì mình phải tác ý ngay, nếu chẳng may ta chết ngay trong cái khoảnh khắc này với cái tâm sân này thì ta sẽ phải đọa xuống địa ngục mất. Nên là mình cảm thấy sợ hãi đối với những cái nỗi nhỏ nhặt như vậy. Cho nên là mình lúc đấy người đó chân chánh lãnh thọ và học tập các học lớn, là lúc đấy mình thu thúc mình ở trong giới hơn. Mình phạm một giới nào mình cũng thấy đó là những cái điều tội lỗi, và mình ngăn ngừa những cái điều tội lỗi ở trong tương lai. Đó thuộc về sự chế ngự của giới bổn. Chế ngự thuộc về phòng hộ, chế ngự giới bổn thuộc về phòng hộ là hành xứ, sự buộc chặt là hành xứ, sự buộc chặt. Buộc chặt ở đây có nghĩa là tê tâm của cái vị đó luôn luôn buộc chặt vào bốn cái pháp quán niệm, giống như Đức Phật dạy này, các tỳ kheo gì là hành xứ của một tỳ kheo, quê hương ấy chính là bốn niệm xứ, tức là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thế là mình luôn luôn phải có một cái đề mục là thiền, đề mục về thiền chỉ hoặc là thiền quán để mình quán niệm, thì cái tâm của mình nó mới không có đi vào những cái lãnh vực bất thiện, nó không có phạm vào những cái giới bất thiện nào hết. Những cái sự mà an trú ở trong cái chú xứ của mình ấy, thì đã được Đức Phật kể về một cái câu chuyện là thuở xưa có một cái con chim chích ấy. Con chim chích nó đi ăn, thế là một cái lần nó đã đi ra khỏi cái chú xứ của nó đi đến một cái nơi vùng xa xôi lạ khác, một cái nơi hẻo lánh lạ, và nó đang đi tìm kiếm thức ăn thì nó bị một con diều hâu nó xà xuống chụp và nó bắt cái con chim ấy, nó bay đi. Thì con chim chích nó mới than rằng là thật là bất hạnh cho ta, thật là đau khổ cho ta, giá hôm nay ta mà ở chú xứ của ta thì cái con diều hâu này đâu có phải là đối thủ của ta. Thật là hôm nay ta đã đi ra khỏi cái chú xứ của mình cho nên ta mới trở thành mồi cho cái con diều hâu độc ác này. Thì con diều hâu nó mới hỏi là thế chú xứ của ngươi ở đâu mà ngươi có thể là không phải làm đối thủ, có thể là nói rằng ta không phải đối thủ của ngươi, còn ngươi là một con chim nhỏ bé ở đâu ta cũng có thể bắt ngươi ra ăn thịt được. Rồi con chim chích bảo ở cái khu ruộng mà có những cái xá cảnh kia là chú xứ của ta, nếu mà ở đấy thì ta sẽ đủ sức để chống lại ngươi, mà được rồi ta sẽ thả ngươi ra và ta sẽ bắt lại ngươi một cách dễ dàng. Thế là cái con diều hâu nó thả con chim chích này. Chim chích nó bay, nó đậu lên trên một cái xá cày, một cái ụ đất. Thế nó là đứng ở đấy, nó vẫy bảo là diều hâu xuống đây. Thế là diều hâu từ trên cao lấy hết đà đáp xuống,
thì con chim chích nó né người của cái, nó chui vào trong cái hốc đất ấy. Cái con diều hâu đập người vào trong một cái ụ đất đấy, vỡ ngực chết tại chỗ. Thế rồi Đức Phật mới lấy một cái ví dụ này, này các tỳ kheo, nếu như mình mà đi ra khỏi chú xứ của mình thì mình sẽ làm mồi cho ác ma. Còn nếu như mình luôn an trú ở trong chú xứ của mình thì ác ma sẽ bị mù mắt. Bây giờ Đức Phật nói rồi, cái chú xứ của những người tu tập thì đó là tứ niệm xứ. Đó là người đó có thể niệm thân, niệm thọ, niệm tâm hoặc niệm pháp. Thì dù cho vị đó có đi ở trong xóm làng, vị đó có đi ở trong nhân gian, nhưng mà cái tâm của mình vẫn luôn an trú ở trong cái đề mục tu tập chánh niệm. Ví dụ như mình khi đi ở đâu mình cũng chú tâm mà mình quán về cái hơi thở của mình, đấy là mình đang niệm thân. Hoặc là ở đâu mình cũng quán chiếu về cái giới của mình, thận trọng giữ gìn, mình đang niệm về các cái giới của mình. Hoặc là mình quán về cái tử thi, quán về cái sự bất tịnh của thân thể. Hoặc là mình quán về tâm, những cái tâm thiện, tâm bất thiện, nó khởi lên cái tâm gì mình biết. Khi mà tâm có tâm tham mình biết tâm có tham, tâm có sân mình biết tâm có sân, tâm có si biết tâm có si. Tâm thiện mình biết là tâm thiện, tâm bất thiện biết là tâm bất thiện. Khi mình vui mình biết là vui, khi mình có thọ hỷ thọ lạc và khổ thọ yêu thì mình biết những cái cảm thọ đây. Rồi mình quán về cái sự vô thường, sự khổ vô ngã trên tất cả các cái pháp hữu vi, thì cái tâm của mình luôn luôn an trú ở trong những cái đề mục chánh niệm như vậy, thì mình sẽ không có lúc nào rơi vào cái bẫy của ác ma. Cái như là ác ma, người ta thấy cái người nào mà tu tập tốt ấy, người ta sẽ cài bẫy cho những người đó, người đó sẽ rất khó thoát. Ví dụ như là người nào mà đang tu tập tốt, cái người đó mà khởi lên những cái tâm bất thiện, khởi lên một cái cảnh tham sắc chẳng hạn, thì ác ma nó sẽ làm cho cái tâm tham đấy trở nên dữ dội. Còn là có khởi lên một cái tâm sân chẳng hạn, thì nó sẽ làm cho cái tâm sân ấy trở nên dữ dội, người đó bị loạn tâm, không thể nào tu tập được. Nên vì vậy nên Đức Phật mới nói là luôn an trú ở trong các cái pháp quán niệm, tứ niệm xứ, thì cái người đó sẽ không bị rơi vào cái tự thần, không làm mồi cho ác ma, không rơi vào uy lực của lạc ác ma. Đó nè, cái sự buộc chặt tâm, buộc chặt ở đây nghĩa là mình chú tâm vào một cái đề mục, một trong những bốn pháp quán niệm, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Tức là mình chú luôn luôn tất cả những cái hành động đi đứng nằm ngồi ở đâu mình cũng để tâm vào một cái đề mục tu tập, đề mục thiền của mình. Mình thiền hơi thở thì đi đứng nằm ngồi luôn quán chiếu về hơi thở, quán chiếu về niệm ân Đức Phật, quán chiếu về niệm pháp, niệm giới, niệm tăng, niệm thí, niệm thiền, niệm sự chết. Hoặc là tất cả những cái pháp quán niệm đều mình đều an trú ở trong đó. Được trang bị như vậy, được cung cấp đầy đủ như vậy bằng chánh niệm, chánh và hành xứ này, nên vị ấy được gọi là đầy đủ hành xứ và chánh hạnh. Chánh hạnh, hành xứ và chánh hạnh. Thấy sự miệng vị ấy chân chánh hạnh tượng các mục giới này qua rồi. Giới thuộc sự chế ngự các căn môn. Phần thứ hai, phần B là giới thuộc về sự chế ngự các căn môn. Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Chế ngự các căn, những người giữ giới ở đây nó thuộc về, nó quan trọng nhất là cái người biết chế ngự được các căn thì nó, cái tâm nó được thanh tịnh, vì tất cả những cái nhiễm ô nó đều từ ở bên ngoài nó vào, cái cảnh trần ở bên ngoài nó thông qua 6 cái giác quan, 6 cái căn mà nó đi vào. Nếu như người đó không biết chế ngự các căn thì dù vị đấy có cố gắng giữ giới bao nhiêu thì cái giới nó cũng không thanh tịnh,
không có thanh tịnh được. Mà khi mà mình có cái sự chế ngự các căn thì cái tâm nó thanh tịnh, cái tâm nó thanh tịnh rồi thì thân và khẩu nó đều được thanh tịnh, thì giới nó cũng tự động nó thanh tịnh. Còn những cái tâm mà nhiễm ô thì rất là khó mà giữ được cái thân và cái khẩu của mình nó được thanh tịnh được. Vậy thì cái giữ giới cần phải có cái sự chế ngự các căn môn. Khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung là làm sao? Không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Ai biết tướng chung là cái gì không? Không nắm giữ tướng chung tức là không để ý cái tưởng đàn bà hay đàn ông hay bất cứ cái tưởng gì làm căn bản cho ô nhiễm, như tướng đẹp hay là tướng cao, tướng thấp, tướng mập, tướng gầy. Thì vị ấy dừng lại ở cái thấy. Khi mắt thấy mình chỉ biết là cái thấy thôi, mắt biết thấy, mình biết là cái thấy. Nhưng là cái mắt mình nó giống như là cái bức, nó nhìn thấy xong là nó lại chụp lại cái hình ảnh đấy, nó lưu vào trong tâm này, nó cứ tua đi tua lại, nó quan sát đi quan sát lại, thì lúc đấy gọi là nắm giữ tướng chung. Cái tưởng về bất cứ một cái người nào hay là tưởng bất cứ một cái gì, mình đi đâu mình thấy một cái cảnh gì đó khả ái, cái cảnh gì đó mà mình có cái tâm tham ái thích thú với cái cảnh tướng đấy, và mình ghi nhớ cái cảnh đấy, thì cái tâm nó sẽ bị ô nhiễm, tâm nó bị ô nhiễm. Tức là không nắm giữ ở đây, tức là mình không có khởi lên cái tâm tham ái đối với cái cảnh này, không có thích thú. Còn cái người mà có tham ái thì cái người đó cứ tưởng đi tưởng lại. Đây có ai bị bệnh tương tư không? Chưa có đỉnh. Cái bệnh tương tư thì làm sao? Tức là người ta phải nắm giữ một cái tướng gì đó, xong rồi người ta cứ tưởng đi tưởng lại cái tướng đấy, tưởng đi tưởng lại cái tướng đấy. Nếu mà nắm giữ một cái tướng đấy rồi cứ tua đi tua lại thì nó cái tưởng đấy nó gọi là bệnh, gọi là bệnh tương tư đấy. Đấy là nắm giữ tướng chung, chung tức là chung chung. Cái người đấy cao bao nhiêu, thấp hay là béo hay là gầy, đẹp xấu đó kia, thì đó là nắm giữ tướng chung. Còn cái người nắm giữ tướng riêng là vị ấy không để tâm bất cứ khía cạnh nào, như là tay chân, nụ cười, tiếng nói, nhìn thẳng, nhìn nghiêng, gọi là những cái tướng chi tiết, vì chúng phát sinh từng những ô nhiễm khác nhau. Như một người mà xem phim, em là xem xong thì người ta mới ngồi, người ta diễn tả lại những cái nhân vật, những cái diễn viên ấy, diễn viên ở trong phim mà cái cô bé này có cái mắt đẹp này, đấy gọi là nắm giữ tiếng riêng, hay là cái người này có cái giọng nói, hay là có cái tiếng, có nụ cười hay, tức là nắm giữ một cái tiếng riêng nào đấy của cái người đấy. Nắm giữ cái tướng riêng thì nó sinh ra những cái ô nhiễm về các cái tướng riêng này. Cứ thích không nắm giữ ở đây cũng có nghĩa là mình không có khởi lên cái tâm tham ái thích thú đối với lại những cái cảnh sắc đấy, cảnh sắc, một cái khía cạnh nào của một cái cảnh sắc đấy. Vị ấy chỉ thấy cái gì thực sự đang ở đấy, như trưởng não Nahatissa, Mahatissa hay Nahatissa, Mahatissa trong sách này đánh máy bị lỗi nhiều. Trưởng não Mahatissa, trưởng não Mahatissa làm sao? Trưởng não Mahatissa thì đang đi ở trên đường, thì lúc đấy có một cái người phụ nữ thì đang đi ngược chiều lại. Cái người phụ nữ này do cãi nhau với chồng, bất mãn với chồng cho nên là bỏ về nhà cha mẹ. Thì trên đường đi nhìn thấy bị trưởng não
Chẳng lẽ mà Thích Xá đang đi trên đường thì cô này cô cười một nụ cười rất là vô duyên. Thì cái vị trưởng lão nghe thấy cái tiếng cười lạ, vị ngước mắt nhìn lên. Ngước mắt nhìn lên thì ngài chẳng quan tâm đây là đàn ông hay là đàn bà, đây là cái đối tượng gì. Ngài chỉ chợt nhìn thấy hai cái hàm răng nhe ra. Và lúc đấy thì ngài với cái tâm nó bắt lấy cái đối tượng là cái hàm răng đấy, và ngài liên tưởng đến cái bộ xương, liên tưởng đến những cái bộ xương của chúng sinh. Tức là cái tâm của ngài rất là nhạy bén về cái sự quán bất tịnh. Quán bất tịnh đó nó không để cho một cái tịnh tướng nào nó khởi lên lập tức. Tức là cái người mà có cái tâm mà nó có nhiều cái sự tham ái đối với cảnh trần, thì khi mà nhìn lên thì bị đó, cái người mà có tham ái thì sẽ quan sát là cảnh này đẹp hay xấu. Đấy, nhìn lên một cái là phải nhìn người này đẹp hay xấu. Đấy là một cái tác ý sẽ bị nắm giữ về một cái tướng chung hay tướng riêng. Nhưng mà với một cái người mà nhìn lên không cần biết đẹp hay xấu, chỉ biết đây là một cái bất tịnh gì đây, một cái cảnh bất tịnh nào đây. Thì với một cái người mà có cái đang an trú ở trong một cái tâm đang an trú ở trong cái tưởng bất tịnh nó mạnh, thì vì đó nhìn thấy cái gì nó cũng là bất tịnh, nhìn cái gì bất tịnh. Nhìn thấy người đi ở trên đường lườm lượp, nhưng mà tất cả chỉ là những cái bộ, chỉ là những cái cỗ máy tiêu hóa. Thì đó có thể nhìn bằng cái trí tuệ của mình thấy mỗi người là một cái cỗ máy tiêu hóa, nhìn thấy ruột gan, tim gan, phèo phổi, phân mật đạm bổ máu ở khắp cái thân của cái người đấy. Thì giống như là có cả 32 thân phần, hay có những người có cái tưởng lớn về cái tưởng mà mạnh về cái bộ xương, thì vị đó thấy trên đường đi toàn là những cái bộ xương, toàn những cái bộ hài cốt trắng đang di chuyển. Thì ngài trưởng lão Maha Thích Xá ngài nhìn lên một cái, ngài thấy cô này cười, thì ngài thấy được cái bộ răng và ngài thấy toàn bộ cái bộ xương của cái cô này. Ngay cái lúc đấy ngài khởi cái tâm thiền quán về cái sự vô thường khổ vô ngã ở trên cái bộ xương đấy. Thì cái tâm của ngài nó thấy được những cái sắc chân đế ở trong cái bộ xương đấy, thấy được cái sự sinh diệt trên những cái sắc pháp đấy, và ngài chứng được đạo quả A La Hán ngay cái lúc đấy, ngay trên cái đường đi đấy. Cũng chỉ nhờ rằng là cái người đó, một cái người mà luôn luôn có chánh niệm an trú tâm ở trong bốn cái pháp quán tứ niệm xứ đấy. Đây là vị trưởng lão này thì có cái thân quán niệm xứ mạnh, có cái sự quán về cái sự bất tịnh mạnh, nên nó có sự nhàm chán yếm ni than mạnh, và nó có thể khiến cho vị đó chứng đắc được đạo quả ngay trên cái con đường đi của mình. Vậy những cái người mà có thể chứng đắc được đạo quả ở bất cứ đâu ấy, có thể là mình đang làm một việc gì đó, có thể mình đang đi ở trên đường, có thể mình đang hành động bất cứ một cái gì, chỉ vì cái tâm của cái người đó luôn luôn có chánh niệm, tức là cái tâm còn luôn luôn hướng đến một cái đề mục tu tập. Đấy, và khi nó có một cái cảnh nó kinh cảm mạnh, nó tác động vào tâm, và cái vị đó có thể giác ngộ ngay trong cái lúc mà mình đang làm một cái việc gì đó. Như ngài trưởng lão, ngài đang đi trên đường mà ngài giác ngộ được, ngài chứng được quả A La Hán, cũng chỉ vì ngài kinh cảm với cái sự bất tịnh. Cô này có nhe răng ra thì chắc là ngài thấy được cái sự bất tịnh ghê gớm của cái hàm răng hôi thối đến cái mức nào. Ngài kinh cảm được cái sự bất tịnh của cái hàm răng nhận dẫn đến những cái bộ xương, mà ngài chứng được quả A La Hán. Cái người mà có cái sự chánh niệm thực hành thiền trong mọi oai nghi thì có thể chứng đắc đạo quả trong các cái oai nghi vậy. Thì lúc đó người chồng mới đi tìm người vợ này trên đường đi, và cũng gặp ngài. Người này mới hỏi là: bạch đại đức, ngài có trông thấy một người đàn bà nào qua đây không? Thì trưởng lão trả lời là: không rõ đàn ông hay đàn bà vì ta không để ý, nhưng trên đường cái này có đống xương di động. Ngài chỉ trả lời là ngài chỉ vừa mới thấy có một cái bộ xương nó đi qua đây, còn ngài không biết đó là đàn ông hay đàn bà, mà thật sự là như vậy ngài cũng chẳng biết về lúc đấy, ngài chỉ thấy là bộ xương bất tịnh. Nếu mà không có phòng hộ nhãn căn, không có phòng hộ mà không cái tâm mà không có giữ được chánh niệm thì lúc đấy thì cái tâm bất thiện nó sẽ khởi lên. Nhưng ngài đã cái tâm thiện nó khởi lên một cách mạnh mẽ và đã dẫn đến cái sự chứng đắc đạo quả. Phần thứ ba là giới sụt về sự thanh tịnh sinh mạng.
thanh tịnh sinh mạng là không phải vì sinh nhai mà làm những cái việc sau: nửa đà, ba hoa, hiện tướng, chê bai, lấy lợi cầu nợ, thuộc về thanh tịnh sinh mạng. Sinh mạng ở đây có nghĩa là mình nuôi mạng sống, nuôi mạng sống của mình một cách thanh tịnh, thuộc về giới, giới thuộc về thanh tịnh, về sự nuôi mạng sống, gọi là chánh mạng. Cái chánh mạng của một người cư sĩ thì nó là liên quan đến cái nghề nghiệp làm ăn sinh sống của mình thôi. Còn cái chánh mạng của một người tu sĩ cũng là sống bằng cái hạnh khất thực. Nhưng mà đôi khi cái hạnh khất thực cũng có lúc nó gặp những cái khó khăn, hoặc là cũng có khi mà lại không có, mình không có hài lòng, không có chi túc đối với những cái vật dụng này, mình muốn được thỏa mãn cái lòng tham chẳng hạn. Và lòng tham thì cái người đó, thì một vị tỳ kheo sẽ vì phải giữ giới cho nên là mình đó phải thể hiện những cái cách thức khác, bằng cái cách thứ nhất là giả vờ từ chối các cái vật dụng, nói gián tiếp bằng cái oai nghi nơi một người danh dự, một người có ức dục là mồi cho dục, giả vờ từ chối các cái vật dụng. Ví dụ như là Phật tử đến cúng giàng thì cúng giàng y tốt này, thì cúng giàng y thì nói là ôi ta mặc cái vải thô, mặc cái vải ở ngoài nghĩa trang cũng được, cần gì phải dùng những cái vải đắt giá như thế này. Thể hiện ra như thế thì hay là các Phật tử nghĩ rằng cái vị này giữ giới tốt lắm, vị này chắc là một cái người tu có giới đức, cho nên là hãy cúng dường vị ấy, càng nhiều thì mình sẽ càng có phước lớn. Và ngày hôm sau thì các cư sĩ lại trở đến rất là nhiều các cái tứ sự để cúng dường hơn. Thì đấy nó gọi là giả vờ từ chối, nhưng mà từ chối ít mà sẽ được nhận lại nhiều hơn. Hay là nói ba hoa. Nói ba hoa tức là những cái lời nói, mà nói tạt vào, giống như là nói thẳng vào mặt cái người đấy. Nói thẳng, nói tạt vào, nói quảng cáo, nói quanh co, nói tâm bốc, nói thuyết phục, nói gợi ý. Và những cái lời nói nịnh hót thì đấy cũng sẽ là những cái liên quan đến cái liên quan đến cái mạng sống, cái sự nuôi mạng, thành tịnh. Ví dụ như thấy một người cư sĩ vừa mới đến đó mới nói rằng là nay đến để cúng dường trai tăng, là nên là mời chư tăng đến nhà tỏ trai có phải không? Đừng có lần nhiều nói tạt vào, hay là có người nói quảng cáo đến cái chỗ đông hội chúng đông thì nói ta đây có rất là nhiều bạn thân là những cái người cao cấp, ví dụ như là ta từng quen biết với các cái vị quan lớn, ta làm một cái chỗ rất là thân cận với nhà vua, ta là những cái người rất là thân cận với những cái người nổi tiếng. Đó là những cái lời nói quảng cáo, quảng cáo bản thân mình, quảng cáo tức là tự cao, tự khoe khoang mình một chút, khoe khoang một tí, gọi là quảng cáo. Còn nói quanh co là đôi khi nói một cái gì đó nó không có được rõ nghĩa, nói làm nhảm, nó quanh co,
Hoặc là đôi khi mình làm nói một cái gì đó mất lòng người khác rồi thì mình sợ cái người cư sĩ bất mãn, cái nói quanh co nói qua nói lại, hay là nói tâng bốc, nói tâng bốc là nói tâng bốc với người thí chủ, nói tâng bốc với người thí chủ đấy, người Phật tử đấy, nói là cái vị này là một cái người rất là tốt, cái vị này là một cái người rất là tín tâm, vị này là một người có cái lòng hảo tâm rất là lớn này, là cái người hộ trì rất là tốt, nói tâng bốc hay là có khi là nói những cái lời thuyết phục. Thuyết phục là ví dụ nói là trước kia người hay cúng dường, tại sao lâu nay không có chịu cúng, đó là thuyết phục. Thì có khi là nói bằng những cái lời gợi ý, gợi ý, gợi ý như là bây giờ ta đang cần cái này, cần cái kia, ta cũng dám là có được cái này cái nọ, hoặc là có những cái lời nói nịnh hót, tất cả những cái đấy để mà được thọ nhận những cái vật thực thì nó đều thuộc về tà mạng. Cái sự tà mạng này đều nói về cái hạnh của người xuất gia. Hiện tướng như là dấu hiệu ra dấu cho người, ám chỉ là ám chỉ nói bóng nói gió vòng vo nơi một người thiên về nội dưỡng. Có một vị tỳ kheo đi vào trong đàn khất thực, vào một nhà cư sĩ này khất thực. Thế nhà cư sĩ này người ta không có muốn cho nên người ta bảo hôm nay trong nhà chẳng còn gì cả, hết gạo, hết thức ăn, hết vật thực rồi. Tức là người cư sĩ bảo có lẽ là thầy cứ ngồi đây còn sang nhà hàng xóm xem có cái gì không. Thì cái bà cư sĩ này trong tâm mà cũng không muốn cho, trong nhà thì vẫn có nhưng mà không có. Khi vào đi sang nhà hàng xóm, lúc sau mà quay về giả vờ như là sang nhà hàng xóm chẳng xin được cái gì. Thì trong cái lúc đi thì cái vị tỳ kheo này mới đi vào trong nhà, thấy bên góc tường có cây mía, xong rồi thấy cục đường, xong rồi thấy sâu cá, thấy có bơ, thấy có gạo. Nên khi cái bà chủ bảo về, cái người cư sĩ về và thưa thầy hôm nay chẳng xin được cái gì nữa được. Vị tỳ kheo mới nói là ta thấy hôm nay có nhiều cái điểm bất tường, chắc là không thể nào khất thực được cái gì trong ngày hôm nay. Vì ta thấy có một con rắn nó ở trong góc nhà, nó trông nó giống như là cái mía vậy. Nó nói là ta định đi lấy cục đá để ném nó, đuổi nó đi, thì thấy cục đá nó giống như cục đường ở trong tô vậy. Nhưng là khi mà con rắn nó bị đuổi thì nó dương cái mồng lên, ta thấy nó giống như sâu cá, giống như sâu cá mà đang treo ở trong nhà vậy. Rồi con rắn nó nhe răng ra, trông giống như những hạt gạo ở trong chum. Nhưng mà khi mà nó con rắn nó phun nọc ra thì giống như là bơ ở trong nọ vậy. Thế là cái bà thí chủ này chắc là vị này bị biết hết rồi. Hôm nay ta phải cúng dường, thế là bà này phải đi nấu cơm này, phải cúng dường mía này, cúng dường đường này, cúng dường bơ, cúng dường cá, cúng dường hết. Đấy là ra dấu hiệu để và nói những cái lời nói ám chỉ, nói bóng nói gió vòng vo vậy. Như vậy là được một cái bữa ăn, nhưng bữa ăn đấy nó không được thanh tịnh. Đấy nó gọi là cái sự nuôi mạng thanh tịnh. Hoặc là có khi là một cái bữa ăn của một vị tỳ kheo mà được cái sự hiện tướng trước ấy, thì cái vị đó sẽ không có được ăn. Ví dụ như là cái vị đó vị đó mà nói trước yêu cầu một cái vật nó không chính đáng, như là ngài Xá Lợi Phất có một lần bị đau bụng rõ, ngài Mục Kiền Liên mới hỏi là trước kia thì huynh dùng cái gì là sẽ khỏi. Ngài Xá Lợi Phất nói là khi tôi ở nhà thì mẹ tôi sẽ nấu cái món
món sữa, bơ, rồi là mật ong với lại gạo thơm gì đó, làm thành một cái món cháo mà ăn vào thì có thể khỏi. Giờ ngày Mục Kiền Liên nói rằng nếu chúng ta có phước ngày mai tôi sẽ khất thực được cái món đó. Thì cái vị, một cái vị thọ thần sống ở gần cái cây đấy, thì vị nghe được cái câu chuyện đấy. Và vị đấy đi đến nhà một thí chủ, vị đó nhập vào đứa bé, làm cho đứa bé nó đau bụng. Rồi vị đó nói rằng là ngày mai cần phải làm những cái món cháo y như vậy, cúng dường cho ngày Mục Kiền Liên và ngày Giá Lợi Phất, thì đứa bé này sẽ khỏi. Thế nhìn gia chủ cũng bảo là dù ngài không nói thì tôi vẫn cúng dường các ngài. Thì rồi hôm sau ngày Mục Kiền Liên đến đây cúng dường, thì nhà chủ này người ta mới cúng dường đúng cái món cháo mà nói hôm trước. Ngày Mục Kiền Liên dùng một suất xong đưa về cho ngày Xá Lợi Phất. Ngày Xá Lợi Phất ngài mới quán chiếu, ngài mới biết là tại sao cái món này vừa mới nói ra hôm qua mà hôm nay nó lại có được đúng như là cái sự mong cầu. Thì ngài mới nghi ngờ, ngài dùng cái trí tuệ ngài quan sát, thì ngài biết là có vị thọ thần đã làm cái việc này. Và hôm đấy ngài đã úp cái bát cháo lại xuống, ngài và ta thà có mà xẻ ruột ra, chứ ta không có ăn một cái món ăn mà nó đã bị tà mạng, tức là ta đã có cái sự hiện tướng ra để cho người khác biết, có cái lời nói ám chỉ, tức là có một cái lời nói ám chỉ cho người khác biết là mình thích ăn cái món đấy để cho người ta cung cấp. Vậy thì là cái món đấy là món tà mạng, ngài không ăn. Ngày không ăn nhưng mà cũng ngay lập tức, ngay cái lúc đấy thì cái cơn đau bụng nó khỏi, và nó khỏi hẳn luôn, khỏi hết đời. Cho đến khi ngày nhập Niết Bàn, cái cơn, cái bệnh đau bụng gió nó không có sinh trở lại nữa. Đó là cái vị tỳ kheo cũng không được ám chỉ, tức là mình muốn những cái thuộc về tứ sự cúng dường ấy, mình có muốn nhưng mà cái người thí chủ chỉ có tự mình cúng cái gì thì dùng cái đấy, chứ mình không được, không có cái sự ám chỉ, nói ám chỉ. Đó là cái sự hiện tướng để mà có được cái, có được cái vật thực. Hoặc là chê bai. Chê bai là một cái người này luôn luôn chê bai, bôi nhọ những cái người mà, những cái người khác. Ví dụ như là thấy một cái người nào mà người ta keo kiệt, người ta không có chịu cúng dường, thì mình hay chê bai cái người đó, chê bai cái người này, nhưng mà lại là để chê bai cái người này mà để làm cho cái người khác người ta sợ. Đó, mình mà không cúng dường ông ấy, ông đi chỗ khác ông cũng sẽ chê bai, ông gièm pha, ông ấy nói mỉa mai, trách móc, nhạo báng như vậy thì mình cũng chết. Cho nên là phải cúng dường liên tục, phải cúng dường nhiều, cúng dường vì sợ cái ông này ông ấy hay nói đâm chọc, hay trách móc, hay gièm pha, hay chê bai, nhạo báng chê bai. Luôn luôn chê bai những cái người không chịu bố thí, chê bai cái người này người kia không chịu bố thí. Nên gặp một cái nhóm thí chủ nào và cái vị đó cứ nói chê bai đấy, cái nhóm thí chủ kia họ chả biết cúng dường gì, xấu xa thật, thì không biết cúng dường, không biết. Đấy là một cái chê bai. Thì những cái thí chủ này bảo thế thì mình phải cúng dường, ông cũng giảng lại mốt để ông đi khác, ông đang trên bài nhà bán mình như vậy, nói xấu như vậy, gọi là cái nỗi gọi là cắn sau lưng nơi một người thiên viên lợi dưỡng. Thì có thể là trước mặt thì không dám chê, nhưng mà sau lưng chê. Đó là một cái cách nữa, cũng là thuộc về cái sự tà mạn, chê bài này. Lấy nợ cầu nợ, có một cái hàng nữa là lấy nợ cầu nợ, là tìm kiếm chác những cái mưu cầu của cải bằng cái phương tiện của cải, như cho một ít để người ta cho lại nhiều hơn. Đấy gọi là lấy nợ cầu nợ. Giống như là người câu cá, thả một con giun xuống mình bắt được con cá to, thả con cá cặc bắt con cá rô. Lấy nợ cầu nợ.
cho quà, tặng quà, tặng quà. Đến Tết thầy lì xì cho Phật tử một cái lì xì ít, nhưng mà Phật tử phải lì xì lại nhiều hơn để đợi không đợi, cho một tí quà nhỏ nhưng mà hy vọng nó sẽ được lại cái quà lớn hơn. Nên là khi mà hành thiền ở bên trường Thiền Ba Âu ấy, ngày Ba Âu Xá Giá Đo ngày không cho các tỳ kheo đi khất thực ấy, mà có cả những cái đồ ăn như là bánh kẹo mà trẻ con nó đi nó ăn nó xin ấy, mà không có được cho, không được cho người một tỳ kheo thì không có được cho Phật tử cư sĩ một cách những cái nặt vặt như vậy. Thì nó cũng giống như một cái kiểu là mình cho nhưng mà mình đang có cái sự mong cầu là người đó sẽ đền đáp lại một cái lớn hơn, nên là không có cho như vậy. Nhưng những cái gì không dùng thì xả lại cho các pizza thì được, không có đi cho quà một cách vặt vãnh, đi đâu cũng mua quà về thật nhiều không cho như thế nó cũng giống như là lấy lợi cầu lợi. Nhất là các Phật tử ở nhiều chùa Việt Nam ấy, nhưng mà đến chùa thì đi chùa thì hay có nọc, thầy cứ hay phát nọc, nhưng mà nhận được nọc rồi thì phải cúng dường. Nhưng mà nhận nọc rồi mà không cúng lại cái gì thấy nó cũng kỳ. Thì đấy cũng là một cái cách gọi là lấy lợi cầu lợi, phải có cái gì cho Phật tử thì Phật tử phải cúng dường lại một cái gì đó. Đó hết cái nơi còn đợi giới liên hệ đến muốn vật dục, vị ấy chân tranh giác sát, vị tỳ kheo thọ dục y phục chỉ để ngăn ngừa nóng lạnh, ngăn ngừa ruồi bọ gió sự nóng mặt trời và các loài bò sát với mục đích che đậy sự hổ thẹn. Liên hệ đến bốn cái vật dụng là bốn cái thứ dùng như là một cái chú xứ sàn tọa, hay là thức ăn vật thực, thức ăn khất thực, y phục và cái dược phẩm để trị bệnh là bốn cái món vật dụng. Bốn cái món vật dụng này được sử dụng một cách thanh tịnh thì cái vị đó luôn luôn phải giác sát, phải quan sát. Vị tỳ kheo thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa nóng lạnh, rồi bỏ sức gió mặt trời mặt trăng. Vậy thì cái ngày nào khi mà đáp y vị đó cũng quan sát như vậy, quan sát cái y này chỉ là để ngăn ngừa che thân, ngăn ngừa nóng lạnh, chứ không phải là mà cái y này nó đẹp, mà cái y xấu, mà cái y này giá trị cao hơn, cái y này tốt hơn, y này đẹp hơn, y này chất lượng cao hơn. Thì những cái khi mà mình khởi lên những cái tâm đấy, tâm mình đấy thì nó thì những cái vật dụng đấy nó là vật dụng phi pháp. Bị tỳ kheo mà thọ dụng các cái vật dụng thì luôn luôn phải giác sát như vậy, quán sát như vậy. Vật y phục là để cho thân, chứ mình không có chạy theo những cái mốt thời trang, không phải là đẹp xấu gì hết. Các Phật tử có vậy không? Mặc có ngắm nghĩa mình trong gương, hôm nay ta mặc cái này đẹp, qua mặc cái kia xấu, mai thấy người khác người ta mặc cái đồ kia đẹp, phải mua cái đồ này cho nó giống cái kia. Nhìn thấy đến bốn vật dụng vậy, ai mai mặc cũng nghĩ như vậy ha, mặc chỉ để che thân nhưng không cần làm đẹp, làm đẹp làm chi. Chân chánh giác sát, vị ấy thọ dụng món ăn khất thực không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để làm đẹp, mà chỉ để thân này được sống lâu, được bảo dưỡng, để khỏi bị tổn hại, để hỗ trợ pháp hạnh. Nghĩ như vậy sẽ diệt trừ cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, ta sẽ sống khỏe mạnh, không nỗi nầm và an ổn.
Cái thọ dụng thứ hai là cái thọ dụng về thức ăn. Thọ dụng thức ăn không phải để vui đùa, không phải vui đùa, cái người chơi ăn ăn cho vui, người ta rủ nhau đi nhậu thôi, ăn là để vui đùa, không phải để đam mê, mà không có phải là mình mê cái vị ngon của thức ăn, mình tham những cái cao lương mỹ vị, mình đắm nhiễm, không phải để trang sức, không phải ăn để tô bồi cho sức sắc đẹp, cũng không phải ăn để làm đẹp mình, không phải ăn để được sống lâu, mà chỉ là để được bảo dưỡng, để khỏi tổn hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Tức là mình nghĩ là cái thân này nó cần phải ăn để nó có sức khỏe, để nó sống, nó sống và để mình tu giới định tuệ để đi đến niết bàn giải thoát, nghĩ nó là cái phương tiện thôi. Chứ không khởi lên cái tham đối với các cái món ăn, như vậy sẽ diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới để sống được khỏe mạnh. Có khi nào ngồi thiền mà chỉ nghĩ đến thịt gà không? Khi nào ngồi thiền chỉ nghĩ đến món ăn không? Khi mà cái tâm của mình nó bị đắm nhiễm với cái cảnh trần bên ngoài này, nó đều thế cả. Có mỗi người có một cái tâm nó tham ái với một cái trần cảnh khác nhau. Có người thì tham ái về sắc, có người tham ái về thanh, có người tham ái về hương, nhưng có người tham ái về vị, người tham ái về cái vị, về thức ăn. Tham ái về vị thì chỉ thích ăn ngon. Chân chánh giác sát như vậy. Chân chánh giác sát thọ dụng chú xứ để ngăn ngừa nóng lạnh, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi muỗi, gió sức nóng mặt trời và các loài bò sát, để tránh những nguy hiểm của thời tiết, thì với mục đích sống độc cư an tịnh. Vậy cái chú xứ là cái chỗ ở, ngăn ngừa nóng lạnh này. Chỉ cần có cái chú xứ để che thân mình, che thân mà mình có thể sống an ổn qua ngày là được. Nó đẹp cũng được, nó xấu cũng được. Cái chú xứ ấy, nó bằng cái vật liệu tốt cũng được, bằng vật liệu xấu cũng được, bằng mấy cái xốp như ở Phúc Minh cũng được. Chú xứ đẹp thì nó dễ sinh ra cái tham ái, và tham ái thích thú với chú xứ. Nếu cái người nào, ai mà có cái nhà đẹp, mình có thích với nhà đẹp của mình không? Mình sẽ đắm nhiễm với cái nhà đẹp của mình ấy. Và như rất là nhiều người chết rồi mình vẫn còn tham ái với cái ngôi nhà, mình phải sinh làm ngã quỷ. Cái chú xứ nó có cái sự dính mắc rất là cao. Nên là còn có những cái người, người ta không dính mắc với chú xứ, có thể chú xứ bằng vàng người ta cũng không có quan trọng quá, người ta cũng coi nó chỉ là cái chỗ để ngăn ngừa nóng lạnh thôi, ruồi muỗi thôi. Thì cái người đó chú xứ nó là cái gì thì không quan trọng, quan trọng vị đó biết cái cách tác ý, biết cái cách quán chiếu, quán sát, giác sát, biết được rằng những cái chú xứ này chỉ là cái chỗ để che chở cho mình, che chở về thời tiết cho mình được sống an ổn, chứ không có nhìn ngắm vào những cái khía cạnh, những cái góc độ về đẹp xấu, về cái sự tốt xấu của nó. Đấy là vị đó tranh chân chính giác sát như vậy, để mà ngăn ngừa những cái tâm tham ái với chú xứ sinh khởi. Kể cả mình sống ở nhà cũng vậy, kể cả ở nhà mình vậy, mình phải nghĩ cái nhà nó chỉ là cái, nó chỉ là cái vật để che thân, là cái tứ đại thôi, nó chỉ là cái đất nước gió lửa để mình che cái thân này. Ngày nào đó nó cũng mục nát, nó cũng thối ra, nó cũng bị hư hoại chứ nó không có tồn tại mãi mãi. Nó đẹp cũng vậy, nó xấu cũng vậy, nó to cũng vậy, nó nhỏ cũng vậy. Mình cũng không quan trọng với cái chú xứ là cái nhà ở của mình, nhà cao tầng hay là nhà quý cao, có bằng cái chất liệu cao quý, giá trị lớn hay giá trị thấp nó cũng thế thôi. Không quan trọng, có được một cái túp nều tranh mà cái tâm nó an tịnh vẫn còn tốt hơn là có cái ở cái chú xứ cao quý mà cái tâm nó bị ô nhiễm. Chân chánh giác sát vị ấy thọ dụng những cái nhu yếu về dược phẩm, nhu yếu
những thực phẩm trị bệnh để ngăn ngừa các cảm giác thống khổ đã sinh để được ly khổ hoàn toàn. Trị bệnh là dùng các cái loại thuốc để trị bệnh, để trị cho nó khỏi những cái bệnh mà nó sinh thôi. Cái bệnh do nghiệp sinh, do tâm sinh, thời tiết và sức sinh, thì dùng cái dược phẩm để trị bệnh chứ không phải là dùng dược phẩm để tập bổ. Không phải là để ta dùng cái thực phẩm, dùng cái thuốc này để nó có được sức khỏe, để trở thành, để cho nó đẹp. Hoặc là có những người, người ta dùng mỹ phẩm, người dùng mỹ phẩm là để làm đẹp. Mỹ phẩm nó cũng thuộc về cái, một cái trong những cái nhu yếu phẩm. Đây có ai dùng mỹ phẩm không? Có ai dùng thuốc chăm sóc da chống nắng không? Mai cứ đi phơi nắng cho đen xì mà cho nó sơn xì mà rồi. Để mình mới biết được rằng là cái thân tứ đại này là vô thường giả tạo, không có tham ái những cái thân này. Mai mốt chết thì nó cũng bị hư hoại mà. Dựa dụng để dược phẩm trị bệnh để ngăn ngừa các cái cảm giác thống khổ thôi, chứ cũng không phải là để làm đẹp, chứ cũng không phải là để được mạnh khỏe. Đó cũng là cái cách thọ dụng, những cái vật dụng. Cho nên Đức Phật thường nói rằng là những cái tứ vật dụng này để mà có được một cách dễ dàng nhất, không có lỗi lầm và thanh tịnh nhất, thì cái vị đó, cái chú xứ nó là ở dưới gốc cây, là cái nơi dễ kiếm nhất, rất dễ sống mà không có lỗi lầm. Cái y phục thì là lượm nhặt những cái vải, những cái vải thô, những cái vải ngoài tha ma nghĩa trang về khâu lại và dùng. Đó là cái y phục dễ kiếm nhất mà nó không có lỗi lầm, thanh tịnh nhất. Và cái đồ ăn đó là đi xin, đi khất thực từng nhà, khất thực từng nhà cho gì ăn vậy. Thì đấy là về cái sự nuôi mạng sống được thanh tịnh nhất. Còn cái dược phẩm trị bệnh thanh tịnh nhất là dùng nước tiểu. Dùng nước tiểu của mình ấy, để uống. Cái nước tiểu của mình nó là vị thuốc để chữa bệnh. Có ai dùng nước tiểu chưa? Nước tiểu có không? Nước tiểu để làm thuốc chữa bệnh thì chẳng cần phải thuốc gì cả, chính nước tiểu của mình nó là thuốc chữa bệnh cho mình nhỉ. Trong cái giới gồm có bốn cái phần này, chế ngự của giới bổn được thọ trì do lòng tin, tức là có người ta thọ trì giới do cái đức tin. Tức là cái người đó tin vào những cái lời của Đức Phật, tức là người đó tin Đức Phật, tin giáo pháp, tin Phật, tin pháp, có đức tin với chư tăng. Thì cái vị đó biết là giới phẩm, giới cũng là cái giáo pháp của Đức Phật đã tuyên thuyết, thì nhất định là phải có cái sự lợi ích. Vì cái sự lợi ích, vì cái sự an lạc của chúng sinh mà Đức Phật mới nói ra những cái giới bổn. Cho nên vị đó mới chân chánh thọ trì và giữ gìn những cái giới của mình, giống như là như con gà mái giữ trứng, như con trâu mao giữ đuôi, như người giữ con cưng, hay một mắt còn lại cũng vậy. Khi đã nguyện hộ trì các cấm giới, hãy luôn luôn cẩn thận vì biết sợ phạm giới. Con gà nó có biết giữ trứng không? Con gà nhà thì nó không biết giữ trứng, mà con gà nó ở trong rừng ấy cơ, nó mới biết bảo vệ trứng. Hay là nhất là cái con công ấy, hay là con đà điểu ấy, ai mà dám lấy trứng của con đà điểu? Đà điểu nó săn nó cắn chết. Hay là cái con chim công vậy, có ai mà đến lấy trứng của nó thì nó sẽ giữ đến cùng, nó bảo vệ trứng. Còn nếu mà đến khi nó không thể bảo vệ được trứng nữa thì nó phải đập vỡ hết trứng đấy, chứ không có để rơi vào tay người khác. Luôn luôn bảo vệ trứng của mình, nó là bảo vệ con mình. Như con trâu mao nó giữ đuôi là làm sao? Biết con trâu mao giữ đuôi không? Có cái con trâu ấy, con trâu này ở Việt Nam biết, hình như có rừng núi cơ,
một cái đuôi nó rất là đẹp và nó rất là yêu quý cái đuôi. Thì một lần nó có đi vào trong những cái hang núi nó ăn cỏ thì không may, nhưng mà cái đuôi của nó phe phẩy nó bị dắt vào trong cái hang đá, nó dắt vào trong cái khe đá và nó không thể rút được cái đuôi ra, không thể rút được cái đuôi ra. Và lúc ấy nó đứng đấy mà ta thả chết chứ ta không có để mất cái đuôi này, thì nó cứ đứng đấy nó chờ, nó chết thì chết. Chứ còn nếu mà nó mà dùng cái sức rứt mạnh một cái thì nó sợ đứt đuôi, đứt đuôi con trâu mao nó giữ đuôi vậy, nó thảm chết thì nó bảo vệ đuôi chứ nó không có để cho bị tổn hại đến cái đuôi. Như trâu mao giữ đuôi, như người giữ con cưng, hay một mắt con đạt cũng vậy, khi đã nguyện hộ trì các giới cấm hãy luôn luôn cẩn thận và biết sợ phạm giới. Một cái người giữ giới một cách nghiêm mật, một cách nghiêm mật như thế, cho nên là người đó không có phạm giới. Đức Phật đã từng dạy rằng khi ta đã tuyên bố một học giới nào cho đệ tử, các đệ tử của ta không vượt qua học giới ấy dù có phải mất mạng. Cái trường hợp đấy cũng có rất là nhiều vị thời Đức Phật, thì cái niềm tin đối với của các đệ tử đối với Đức Phật rất là lớn, cho nên là rất nhiều đệ tử đã thà mất mạng mà không có phạm giới đâu. Giống như là có hai tỳ kheo từ xa đến yết kiến Đức Phật, đi qua một cái sa mạc giữa đường gặp một cái vũng nước, một người mà ta thà chết chứ ta không có, vì trong vũng nước nó có những con côn trùng mà lại không có cái túi nọc ở đấy, thì một người nói ta thà chết chứ ta không có phạm giới, vì uống nước thì sẽ phạm giới sát sinh. Còn một người bảo thôi ta thà ta phạm giới nhưng mà ta sẽ giữ được mạng sống để yết kiến Đức Phật. Như là một người đã thà chết mà không có uống nước, không có phạm giới. Hay là thời đấy, thời Đức Phật vậy, có những cái vị tỳ kheo đang đi thì bị bọn cướp nó bắt, và nó dùng những cái cây, cái dây ở bên rừng ấy, trói. Thì trong cái giới của tỳ kheo là có cái giới là không có được hoại sự sống của cây cối, tức là vì nó không có được đứt cây cối gì hết, đủ cái cây nó là cây gì mình không được đứt nó, nó không có được bẻ cành lá nó còn tươi, nó không có được bẻ cành, nó không được cấu lá của nó, không có được bẻ gãy cái thân cây đó. Cho nên là có cái bọn cướp nó bắt được vị tỳ kheo và nó dùng cái cây ở bên đường, cái cây neo, cái dây nó dùng đấy, nó trói đơn giản thôi, trói vị đó mà chỉ cần vẫy mạnh một cái là có thể thoát ra được. Nhưng mà nếu bây giờ vị đó vẫy mạnh ra thì vị đó sẽ làm đứt cái cây này, nên vị đó cứ nằm đấy trong là phát triển thiền quán ở đấy. Và có những vị nhờ phát triển thiền quán trong cái lúc bị trói như vậy mà chứng được đạo quả. Còn có những vị thì bị chết, có những vị thì bị chết khi mà bị dây nó trói, bị mấy cái cây dây nhẹ nhàng nó trói, vì không muốn phạm giới cho nên vị đó tha mất mạng mà không phạm giới. Giữ giới chế ngự các căn môn được thực hành nhờ chánh niệm, tức là có những khi giữ giới của mình được thanh tịnh là do mình chánh niệm. Có thể là cái giữ giới của mình, có những người cái niềm tin mạnh thì người ta tin vào cái những cái pháp mà Đức Phật đã ban hành thì người ta giữ giới một cách nghiêm mật. Nhưng mà cũng có người, người ta nhờ cái thực hành cái chánh niệm mạnh mà người ta sẽ giữ giới được thanh tịnh. Giữa các pháp sắc thanh hương vị xúc, các căn môn phải phòng hộ, cửa mở không giữ gìn, kẻ cướp vào xóm nàng như mái nhà vụn nở sẽ bị mưa lọt vào, dục tham cũng nền vào, tâm không khéo tu tập. Nhưng cái người mà có nhiều cái phiền não là cái người đó không chế ngự được các căn, không có chế ngự được các căn của mình. Có thể là vị đó không chế ngự mắt thì bị những cái dục tham về cảnh trần, không có chế ngự tai thì bị những cái tâm của mình nó sẽ bị những cái âm thanh bên ngoài tác động mà mình sẽ phiền não, hoặc là phiền não về tất cả những cái cảnh trần, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Mà còn người đó mà giữ được cái chánh niệm là luôn luôn nhớ nghĩ đến một cái pháp tu tập, là đấy là mình đang nhớ được cái chánh niệm, thì cái những cái phiền não nó không có sinh khởi, mà mình không có phạm giới, không có cơ hội để phạm giới. Phạm giới chỉ khi nào một cái tâm sở tư nó kết hợp với những cái tâm sở bất thiện, cái tâm sở tư nó kết hợp với một cái tâm bất thiện,
Thì tâm sở tư nó kết hợp với tâm tham, rồi nó có hành động bất thiện, nó đi theo về thân hoặc lời nói thì nó phạm giới. Còn khi mà mình giữ chánh niệm là cái tâm sở tư của mình nó đi kèm với một cái thiện pháp, một cái tâm thiện. Cái tâm thiện đấy thì không có cơ hội để mình phạm giới được. Vậy thì cái người mà chế ngự các căn môn và cái người cũng luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác thì cái người đấy sẽ giữ giới được một cái thanh tịnh. Mình người đó bảo vệ được cái tâm của mình, không để cho giặc ở bên ngoài nó xâm nhập vào. Giặc là cái giặc trần ở bên ngoài nó vào, nó làm cho phiền não, nó quấy động phiền não lên. Như mái nhà khéo nợp, mưa không thể nọt vào, dục tham không nọt được vào tâm khéo tu tập. Mái nhà khéo nợp là làm sao? Mái nhà khéo nợp à, mái nhà nó có giống như là cái mu của con rùa không? Mái nhà mình nó cũng khom khom giống như mu con rùa. Con rùa nó có 6, 5 cái chi, một cái đầu, 4 cái chân. Khi mà có con gì mà muốn đến đoạt mạng nó, muốn đến bắt nó thì nó thụt đầu, bắt đầu nó thụt đầu, nó muốn bắt chân nó thì nó thụt chân mà. Đấy, nó có 5 cái đấy, cũng giống như một cái ngôi nhà nó có 5 cái cửa sổ. Thì mình đóng hết lại thì mình chẳng có nhìn thấy cái gì nữa. Thì cái thân của mình nó có 5 cái căn này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nếu mà mình nhiếp cái tâm lại, mình chú tâm vào một cái đề mục, khi mà mình ngồi thiền ấy, thì giống như là một cái ngôi nhà đã được đóng chặt các cửa. Khi mà một người ngồi thiền rồi thì 5 căn của mình nó không có chạy theo 5 trần cảnh. Còn cái tâm, cái ý thức của mình nó đang nhận biết một cái thiện pháp, một cái đề mục. Đấy thì cái lúc đấy mình giống như là một cái người đã khéo đóng các cái cửa nhà lại. Hay là giống như con rùa nó đã thu thúc các cái chi của nó, nên là không có ai có thể bắt được nó. Như nhà khéo nợ mưa không nọt vào, dục tham không nọt được vào tâm khéo tu tập. Một cái người luôn luôn có chánh niệm như vậy, như là một người luôn luôn an trú ở trong một cái pháp thiền, thì những cái tâm bất thiện nó không có thể vào, nó khuấy động tâm mình được. Do vậy khi một thiện nam tử muốn tìm hạnh phúc cho mình thì mắt đừng đói sắc như con khỉ trong rừng, như con nai hoang dã, như đứa trẻ hiếu động. Hãy đi mắt nhìn xuống phía trước một tầm cầy, phía trước một tầm cầy. Mắt luôn luôn nhìn phía trước 7 bước để khỏi xa vào lãnh vực của cái tâm khỉ vượn. Đi ở trong làng mà mắt mình nhìn xuống thấy một cái người quen, nó đi qua bảo mày con nhà anh này sao mày không chào tao, có sợ không, không chào tao. Đối với một người xuất gia thì ra đường không chào ai được, tại vì toàn Phật tử phải chào văn sinh. Nhưng mà gặp một bậc thượng tọa lớn thì vẫn phải chào. Và nếu mà như mình nhiếp cái tâm của mình, nhiếp tâm mình không chào cũng sao. Nên là gặp một cái bậc lớn nhưng mà do mình giữ chánh niệm, mắt mình nhìn xuống mình không biết đó là ai, điều đó không có vấn đề gì. Thì có một cái câu chuyện nói rằng ngày xưa có một cái bà tín nữ và bị một cái căn bệnh về cái u nhỏ, nó rất là nguy hiểm. Và bà bảo người con gái, một con gái của bà cũng là một tỳ kheo ni, và người con trai thì là một vị tỳ kheo. Bà bảo với người con gái là cô tỳ kheo ni rằng hãy đến anh trai và để xin thuốc về cho ta. Thì khi mà đến vị cô tỳ kheo ni đến gặp người anh trai là vị tỳ kheo này, nói là mẹ bị bệnh rất là nặng, cần về tôn giả hãy bốc cho mẹ một liều thuốc. Thì lúc đấy vị tôn giả này nói rằng ta không có bốc thuốc gì cả, nhưng mà ta có một cái phương pháp này, đó là ta có một cái lời nguyện chân thật, một cái lời nguyện chân thật. Vì nó nói rằng từ khi ta xuất gia đến nay, ta chưa từng nhìn một người nữ nào với cái tâm tham dục. Với cái sự thật này mẹ ta sẽ khỏi bệnh. Thì cái cô này về nói lại với mẹ là bị tỳ kheo, là con trai của mẹ đã nói thế, là có một cái lời phát nguyện chân thật là từ khi ta đi xuất gia đến giờ, ta chưa có nhìn một người phụ nữ nào với một cái tâm tham ái
nhiễm dục. Với cái sự thật này thì mẹ sẽ được khỏi bệnh. Thì vừa nghe xong cái bài đấy thì bà mẹ này hoàn toàn dứt khỏi cái bệnh luôn, dứt khỏi cái bệnh đấy. Và cái bà mẹ này nói rằng nếu như bây giờ Đức Thế Tôn mà còn tại thế, chắc Ngài sẽ xoa đầu và thọ ký cho con trai ta, là một cái người có được cái sự chánh niệm, có được cái thu thúc, phải nói là đệ nhất. Thế là nhiều vị tỳ kheo này, nhiều người đi tu rồi mà vẫn không có tu trọn vẹn được, đó là do không thu thúc các căn. Còn người nào thu thúc các căn thì có thể giữ được cái đời sống phạm hạnh cho đến trọn đời, cho đến trọn đời một cách dễ dàng. Giới thanh tịnh sinh mạng cần được thực hiện bằng sự tinh tấn, tức là có khi mình cần phải có cái sự tinh tấn để cho cái giới thanh tịnh sinh mạng, thanh tịnh về cái mạng sống được thực hiện. Vì người tinh tấn thì từ bỏ được tà mạng, từ bỏ sự tìm cầu bất chánh, và bằng cách tìm cầu chân chánh, tức là có người đó tinh tấn đi khất thực, người đó tinh tấn đi khất thực, lại ôm bát ở trong nàng khất thực cho giới về cái mạng sống nó được thanh tịnh. Không biết có ai cho không? Đang nói gợi ý. Gợi ý như vậy ngày mai là cho nó không có được ăn rồi. Cái người mà nói gợi ý là trong cái trường hợp người đó bị bệnh thì có thể được nói gợi ý. Người nó bị bệnh gợi ý để xin thuốc hoặc là xin một cái món ăn nó phù hợp. Người đó đang ốm cần phải ăn một cái món gì đó nó phù hợp để cho nó khỏi bệnh thì người đó có thể gợi ý được. Người đó có thể đến trước nhà một thí chủ và đứng im lặng, và vị thí chủ đó hỏi thưa ngài, ngài cần gì ạ? Thì lúc đấy vị đó mới nói cần một cái vị thuốc như thế này thế kia, ví dụ cái món ăn này có thể chữa được cái bệnh đấy. Còn khi mà không có bệnh thì không có được nói gợi ý gì hết, cho gì ăn vậy. Tinh tấn tìm cầu khất thực, giới thanh tịnh sinh mạng. Giới thanh tịnh sinh mạng này có trước có một cái vị tỳ kheo ở bên Tích Nam, vị ấy sống tinh tấn, cái nuôi mạng sống thanh tịnh này, thì đó chỉ ăn đồ ăn khất thực. Và một lần thì cái vị này đi khất thực không có được, và đang đi ở trong rừng thì vị này bị nả đói, và lúc đấy vị đến được với gốc cây xoài, và cây xoài này cái quả nó chín rất là nhiều và nó rụng xuống gốc cây rất là nhiều. Thì cái vị đó đến đấy và vị đó nằm ở gốc cây xoài đấy và nả đói. Và đến khi có một cái người thợ săn, người ta đến, người ta thấy là sao ngài lại nằm đây, người ta bị đói, và sao xoài đầy bên mà ngài không ăn, mà vì không có ai dâng nên ta không có được dùng. Vì một vị tỳ kheo ăn cái gì cũng phải được dâng, phải có người dâng cúng, nhưng không có người dâng cúng là không có được dùng. Thì mà thế là vậy, đây tôi dâng cho ngài dùng đi, và bây giờ thì quá giờ, quá ngọ rồi, ta không thể dùng được nữa. Và thế thì phải làm sao? Thì bây giờ ta chỉ có được uống nước thôi, nước trái cây thì uống được. Nên vậy đó, cái vị người thợ săn đó mới dùng cái xoài đấy ép thành nước để cho cái vị tỳ kheo đó uống. Cái vị tỳ kheo đó uống và vị đó mới tỉnh lại. Thế là người thợ săn mới cõng vị tỳ kheo về. Thế là trên cái đường đang đi về, vị tỳ kheo mới quán là cái người này không phải là người thân của ta, không phải là bà con quyến thuộc gì của ta, nhưng người này đã giúp ta, đã hộ giới cho ta. Vậy nếu ta không tu tập, hôm nay người này đã cứu sống ta đấy. Nếu ta không mà chứng đắc được đạo quả thì ta phụ lại cái công ơn của những người thí chủ đã cúng dường cho ta. Và ngay trong cái lúc đấy, cái sự kinh cảm nó khởi lên,
cái sự kinh cảm nó khởi lên về bị đó, cảm thấy rằng là mình có rất là nhiều những cái ân nợ với thế gian nhiều như vậy, cho nên bị đó phải nỗ lực tu tập. Và trong cái lúc đấy bị đó thực hành thiền chỉ quán, tức là vừa hành thiền định vừa hành thiền quán, và bị đó chứng được quả A-la-hán ngay trên lưng cái người thượng sanh này, đắc được đạo quả ngay trên lưng cái người thượng sanh, tức là từ cái sự kinh cảm. Và cũng cái sự thành tựu của cái vị đấy cũng là nhờ cái sự giữ giới mạnh đó. Vị đó thà chết mà không phạm giới, vị đó nằm ngay trên một đống xoài nhưng vị đó không có ăn, vị đó giữ giới đến cái mức độ chúng ta thà chết mà không có phạm vào cái giới chế định của Đức Thế Tôn này. Cái sự thanh tịnh sinh mạng nhờ có cái tinh tấn, nhờ có tinh tấn mà được giữ gìn. Giới liên hệ đến bốn vật dục phải được thực hành bằng trí tuệ. Có khi giới liên hệ các cái vật dục này được thực hành bằng trí tuệ, vì người có trí tuệ mới có thể thấy được những lợi ích và nguy hiểm trong bốn vật dục. Bốn cái món vật dụng như là chú sứ, y phục, thực phẩm và cái thuốc men, thực phẩm chữa bệnh, thì người có trí tuệ tức là người đó luôn luôn giác sát, luôn luôn quán sát, luôn luôn quán sát, biết những cái vật dụng này chỉ là để cái phương tiện để nuôi cái mạng sống này, và cái mạng sống này là để thực hành cái giáo pháp với cái mục đích là đi đến cái sự giải thoát. Thì cái người có trí tuệ là cái người luôn luôn giác sát bốn cái vật dụng đấy, cho nên vị đó không bao giờ đắm nhiễm vào những cái vật dụng đấy, dù cái vật dụng đó là quý hay là cái vật dụng đó là những cái tầm thường, vị đó cũng không có bao giờ không khởi lên cái tâm là yêu ghét, khen chê hay là tầm cầu, hay là có cái sự phân biệt về cái tốt xấu, không có quan trọng cái chuyện những cái vật dụng này là cái hàng cao cấp hay là cái hàng tầm thường, thì nó không bao giờ nghĩ đến cái chuyện đến cái giá trị của nó tạm thời ở thế gian, mà cái vị đó luôn luôn dùng có cái trí tuệ để giác sát, biết nó chỉ là những cái phương tiện để hỗ trợ cho cái đời sống tu phạm hạnh. Thì cái vị đó dùng những cái bốn vật dụng đấy một cách hợp pháp, tức là cái vật dụng, bốn cái vật dụng nó là cái gì không quan trọng, nhưng luôn luôn có trí tuệ giác quán sát nó để hiểu biết nó và để nhàm chán, thấy được những cái nguy hiểm trong bốn cái vật dụng, trong bốn cái món vật dụng. Vì một cái người sử dụng cái vật dụng mà không đúng pháp, vì đó có thể mắc nợ, vì đó có thể mắc nợ, giống như là người đang ăn trộm, giống như một cái người đang sử dụng trộm, đang ăn trộm những cái thứ vật dụng này, hoặc là như một cái người đang dùng mà nợ những cái người thí chủ cúng già, nên cái người đó luôn luôn phải giác sát, luôn luôn phải quán sát, thì cái người đó mới tiêu được cái của tín thí. Nên có cái câu gọi là tín thí nan tiêu, của tín thí rất là khó tiêu, tín thí rất là khó tiêu. Thì với một cái người mà không có trí tuệ quan sát, thì vậy cho nên là khi đó vị đó ăn, vị đó phải luôn luôn quan sát này. Thực tưởng ngũ quán, khi mà ăn là phải tưởng đến các cái pháp quán, quán về cái người thí chủ làm vất vả mới có được những cái vật thực này, quán đến cái sự không đau và của những cái người thí chủ vì cái cầu phước mà người ta cúng già, luôn luôn quán như vậy. Nếu mà một cái bữa ăn nào mà không quán như vậy là cái bữa ăn đấy có thể mình sẽ bị mắc nợ, hoặc là cái bữa ăn đấy giống như ăn trộm ấy. Quán về cái sự nhiếp phục cái tâm tham sân si, trong lúc mình sử dụng bốn cái vật dụng mình không khởi lên tâm tham ái, không có tức giận về những cái vật dụng mà nó không hợp với những cái điều mình thích thú. Rồi là quán vì cái tứ đại, mọi thứ nó chỉ là tứ đại, vật dụng nó là tứ đại, hỗ trợ phục vụ cho cái thân của mình thì thân của mình nó cũng là tứ đại. Chỉ vì để bảo dưỡng cái thân tứ đại bên trong cho nên là mình phải mượn cái tứ đại ở bên ngoài, mình không có
tham tham nhiễm với nó, hoặc là vì mục đích là phải chứng đắc chứng ngộ được đạo quả, chứng ngộ được đạo quả niết bàn mà mình dùng những cái vật dụng này. Thì khi mà mình cũng là một cái người có trí tuệ giác sát quán sát như vậy, quán chiếu như vậy, thì những cái vật dụng đấy mình dùng nó hợp pháp, nó không có những cái nỗi nở ở trong đậm. Đó là liên hệ đến bốn vật dụng, giác sát bốn vật dụng trong khi nhận và trong khi dùng để nhàm chán nó. Tức là những cái vật dụng của một vị tỳ kheo là phải được sự cúng thí của thí chủ. Thì cái người mà thọ nhận ấy, tức là những cái vị tỳ kheo hay là những cái vị sa môn tu tập ấy, khi mà trong cái lúc mình thọ nhận là mình phải giác sát quán chiếu nó ngay. Quán chiếu nó chỉ là những cái vật dụng mình mượn nó để mình che chở cho cái thân của mình thôi, làm cái phương tiện che chở cho thân của mình. Thì trong cái lúc nhận nó là mình cũng phải quán chiếu như vậy. Nhưng nếu mà lúc nhận mình quên, mình không quán chiếu, thì trong lúc dùng mình phải quán chiếu, trong khi dùng mình phải quán chiếu, dùng về chú sứ, về y phục, về thực phẩm, về dược phẩm, những cái đấy có thể quán chiếu cả trong cái lúc mình đang dùng nó, cũng phải quán chiếu những cái vật dụng này, dùng nó để làm gì, nó từ đâu và đến, và mình dùng nó để làm vào cái mục đích gì. Thì cái người có trí tuệ thì mình quán chiếu như vậy thì mình sinh ra cái tâm nhàm chán, mình thấy cái sự nguy hiểm của nó để mình nhàm chán nó, chứ mình không nên thích thú với những cái vật dụng đấy. Hoặc là mình thấy càng nhiều mình càng thích thì càng tích trữ thì nó lại càng sinh ra những cái nỗi nặng. Người giác sát các cái vật dụng có bốn cách sử dụng về các cái vật dụng, đó là sử dụng như ăn trộm, sử dụng như mắc nợ, sử dụng như người hưởng gia tài, và dùng như trục. Bốn cái món vật dụng này nó cũng có những cái cách sử dụng như vậy. Một cái người mà sử dụng như ăn trộm là cái người không có giữ giới, tức là một cái người mà không có giữ giới, mà cái người đó thọ nhận các cái vật dụng của một người thí chủ cúng dường thì nó là như người ăn trộm. Ví dụ như là một cái người vào tu tập nhưng mà vị đó phạm các cái giới bất cộng trụ, mất cái tăng tướng, hay là vị đó không có giữ các cái giới, phạm giới tùm lum, cái giới bị đứt, bị thủng, bị nhiễm ô rồi. Thì cái người đấy mà sử dụng các cái món vật dụng thì giống như là người ăn trộm, gọi là sử dụng vật dụng như người ăn trộm. Một cái người thứ hai là cái người có giữ giới nhưng mà mình sử dụng và mình không có quán chiếu nữa, không có giác sát, không quán chiếu giác sát đối với chú sứ, giác sát với y phục, với vật thực, với lại thực phẩm, với dược phẩm ấy. Mình giác sát quán chiếu thì nếu mà mình ngày nào mà quên không giác sát, không quán chiếu những cái vật dụng đấy thì giống như là bị mắc nợ, mình sẽ bị mắc nợ thí chủ. Mắc nợ là kiếp sau mình sẽ vất vả đấy, phải trả nợ ấy. Nợ nhiều thì kiếp sau là hay nằm ngựa kéo xe, con bò kéo xe, nằm trâu kéo cày. Nợ ít thì làm tôi tớ người, nhưng mà phải dùng sức để lao động để trả nợ. Cho nên là cái người thí chủ, người mà cúng dường thì không có sợ mất. Người này không tu thì sau này người ta phải trả bằng cách khác. Còn nếu mà tu thì mình được phước lớn. Tức là nếu mà cái người đó mà giữ giới tốt thì cái người cúng dường được cái phước lớn. Còn cái người mà không có giữ giới thì vẫn không, thì người đó sẽ mắc nợ, để sẽ trả nợ lại bằng cách khác. Đó là cái người dùng thứ vật dụng như mắc nợ, là người không có quán chiếu, không giác sát. Và một cái người như hưởng gia tài. Hưởng gia tài giống như là gia tài của người cha mà người con được thừa hưởng. Đó là những bậc hữu học. Những bậc hữu học là những người mà đã chứng được sơ quả dự lưu, quả nhất lai và quả bất lai. Đấy là những cái người bậc hữu học, thì
giống như là nhờ có Đức Thế Tôn, Đức Phật ra đời, cho nên là mọi người người ta có niềm tin với Đức Phật, với giáo pháp, với chư tăng, cho nên người ta cung kính cúng dường. Thì cái người mà những bậc hữu học là những bậc thánh hữu học, khi mà thọ dụng các cái tứ vật dụng ấy, thì giống như là người hưởng gia tài của Đức Thế Tôn, người cha, người con hưởng gia tài của cha. Tức là những bậc hữu học thì những bậc đấy có cái giới đức đã được thanh tịnh và được trong sạch, cho nên là cũng dành các bậc hữu học thì thí chủ có phước, cho nên là bậc hữu học hưởng như hưởng gia tài. Còn dùng như chủ đó là bậc A La Hán. Bậc A La Hán có thể dùng các cái vật dụng đấy như là chủ, dùng một cách tự tại. Một cái tự tại về bậc A La Hán là một cái ruộng phước điền vô thượng ở thế gian. Tức là một người mà cúng dường đến một bậc A La Hán thì cúng ít thì được hưởng phước nhiều, cúng nhiều thì được hưởng phước nhiều hơn. Thì bậc A La Hán ấy là một bậc có cái đã thể nhập với giới, thể nhập với giới định tuệ. Cho nên là bậc A La Hán có thể dùng các cái vật dụng đấy để thọ nhận vì cái sự an lạc, vì cái hạnh phúc lợi ích cho chúng sinh. Nên bậc A La Hán càng thọ nhận thì chúng sinh càng có nhiều cái công đức, cho nên bậc A La Hán gọi là dùng như chủ. Học đến trang bao nhiêu đấy nhỉ? 76 à? Đệ tử có trí tuệ vâng giữ pháp Thế Tôn, thường chân chánh giác sát, rồi mới dùng thức ăn chú xứ và giảng tọa và cả nước giặt y. Tức là một cái người giác sát như vậy, quán chiếu dùng trước khi ăn, dùng ngay cả cái nước giặt y, tức là vị đó cũng phải quán sát. Quán sát đấy cũng là những cái vật dụng, những cái của thí chủ cúng già. Đó là hết cái phần giới bốn loại. Còn cái giới năm loại thì ngày mai, à thì buổi sau sẽ học về giới năm loại. Đây là hết phần giới bốn loại. Bài học hôm nay mình sẽ nghỉ ở đây thôi.